Tối ngày 9 tháng 1 vừa qua, cộng đồng mạng dần dần đổ xô vào xem livestream đầu tiên của Thái Công từ sau khi mở TikTok Shop. Đa số người xem vì tò mò, số ít còn lại liên tục chốt đơn đến mức hết sạch sản phẩm trong kho. Phiên livestream bán hàng đầu tiên của Thái Công được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 1 trên TikTok Shop của nhà thiết kế Thái Công, nhanh chóng thu hút lượt xem cực khủng. Chỉ trong 4 phút đầu, phiên livestream đã có tới 6,7k lượt xem, đến phút 20 có hơn 1 triệu người thả tin. Đáng chú ý, một trong những khách hàng ruột của Thái Công là Đoàn Di Băng cũng chia sẻ câu chuyện săn sale của mình và món đồ đã được lên đơn thành công trong livestream của người bạn thân. Cụ thể, phu nhân tài phiệt khoe trên trang cá nhân của mình hình ảnh đơn hàng mà chồng cô đã chốt được trong phiên live của Thái Công. Kèm nội dung, thấy tôi buồn ổng lên live Thái Công săn sale ấm trà tặng tôi kết quả được giảm 70k. Cụ thể, ông xã Đoàn Di Băng đã mua tặng cho cô một bộ ấm trà ở livestream đầu tiên của Thái Công. Món đồ mà chồng của Đoàn Di Băng mua trên livestream của Thái Công là một bộ trà lá phong, size L, dành cho 4 người và có xuất xứ từ Đức. Mức giá của set trà này là 70.480.000 đồng. Đặc biệt, Đoàn Di Băng cũng không quên nhấn mạnh mã giảm giá mà chồng cô đã săn được, đó chính là mã giảm phí ship trị giá 70k, kèm theo đó là hình ảnh đơn hàng mà chồng mình mua được trên shop Thái Công. Mã giảm giá này khiến cư dân mạng được dịp cười lớn vì quá khủng. Dẫu biết rằng chuyện giá cả không phải là vấn đề với gia đình Đoàn Di Băng, tuy nhiên thấy thái độ tiếc nuối của cô khi chỉ săn được mã 70k thì ai cũng bật cười. Quả thật, chuyện săn sale hay mã giảm giá là niềm vui với bất kỳ ai, nhất là những người đam mê mua sắm. Trước đó, Đoàn Di Băng và chồng đã được nhiều người để ý khi là khách hàng thân quen của Thái Công, cô thường đã đăng tải video khoe chiến tích shopping của mình. Cô từng khoe những sản phẩm đã tậu được từ shop của nhà thiết kế nội thất này là một loạt các sản phẩm đồ gia dụng sử dụng trong gia đình như bình xịt phòng 6,7 triệu đồng, ngôi sao trang trí gần 5 triệu đồng, cặp chân nến 11,6 triệu đồng, bình hoa 32,4 triệu đồng, tổng tiền mua nhiều loại nến thơm gần 50 triệu đồng, khay bạc 11,5 đến 31,7 triệu đồng. Đoàn Di Băng chia sẻ cô không trực tiếp mua trên TikTok của Quách Thái Công mà gọi điện trực tiếp để đặt và được giao hàng tận nhà. Ngoài ra, vì là khách hàng VIP nên Đoàn Di Băng cũng được tặng thêm quà rất giá trị. Được biết, không chỉ thường xuyên mua sắm tại shop Thái Công, Đoàn Di Băng còn là khách ruột của nhà thiết kế nổi tiếng này khi từng bỏ 7,5 tỷ đồng để thuê anh vẽ thiết kế kiến trúc, nội thất căn biệt thự mới trị giá 400 tỷ đồng của gia đình. Ông xã của Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, một đại gia có tiếng sinh năm 1978. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời và quen biết vợ mình ngay từ những ngày đầu cô mới vào nghề. Từ 10 năm trước, đám cưới của Quốc Vũ và Đoàn Di Băng đã gây xôn xao dư luận khi cô dâu được nhà trai tặng lễ vật khủng bao gồm quà cưới 2 tỷ và căn nhà trị giá 1 triệu đô la Mỹ và chi gần 3 tỷ đồng để tổ chức tiệc cưới với sự tham dự của rất đông bạn bè và nghệ sĩ nổi tiếng. Chồng Đoàn Di Băng nổi tiếng chiều vợ, vậy nên bộ ấm trà trị giá 70 triệu hay bất cứ món đồ nào ở cửa hàng Thái Công, chỉ cần Di Băng muốn là ông xã có thể ngay lập tức tậu chúng về để làm quà cho vợ.